Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video số 2 chúng ta giao lưu với Việt Hoa Bonsai. Chào các ông nhá. Vâng. Chuyên mua bán trao đổi cây cảnh, cây hoa, cây phong thủy, nhận cắt tỉa sửa cây, bán chậu cảnh các loại. Địa chỉ tại thôn Xuân Đào, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên. Vâng, anh giới thiệu từ một tác phẩm đầu tiên, đó là một cây xanh à? Dạ vâng ạ. Cây xanh với tượng ông Thọ. Vâng, em hôm qua vừa rồi chương trình giao lưu miền Trung mở rộng thì em cũng có được xem qua một cái hình ảnh cùng một bác đem đi triển lãm, thì em cũng về nảy ra cái ý tưởng là tạo một tượng ông Thọ. Vâng. Giống gậy cây xanh. Ông chúng tôi hay tán vui gọi là ông Thọ Điếc. Bởi vì là ông điếc, ông nghênh ngãng, ông ngảnh tai ông nghe. Dạ vâng. Mà sống lâu đến mức độ mà tai điếc thế mới là sống lâu. Vâng. Đấy. Con cháu gọi cứ hớ quá. Đẹp. Thật đơn giản. Ngắn gọn. Vâng, cây xanh thì đòi hỏi phải thời gian làm cho nó gọn cây nữa, tán nữa. Mà biểu tượng là cái gậy rồi thì cũng chỉ cần chơi nó vui vui này thôi. Vâng, cái tác phẩm này thì bao tiền anh? Dạ, tác phẩm này em báo cáo là em giao lưu là 450.000 ạ. Vâng, 450.000. Cho vào cái hộp xốp là chuyển được ấy. Rồi, cái này thì được rồi, nhẹ nhàng. Hơi nặng một tí. Rồi, anh chuyển đi. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây lộc vừng. Trồng trên một cái chậu cũng chính là tượng của Di Lạc. Và tác phẩm này thì bao nhiêu? Dạ, báo cáo bác là tác phẩm này em giao lưu là 350.000 ạ. Vâng. Dạ vâng. 350.000. Cái tượng nó 200 rồi đấy. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Thôi, gọi là lấy công. Rồi, anh em giao lưu để cho nó có cái tinh thần chơi cây. Rồi, ok nhá, chuyển nhá. Em nhiều quả lắm mà quả súng nếp rất to, nhưng mà chặt này thì nó đã hết quả rồi, còn đây các dâu quả đây. Còn dâu quả là được rồi. Vâng, đây còn nhiều dâu quả lắm. Vâng, đến một cây sung nha các bác. Cây sung hàng mini. Cây mini đây. Vâng, cây sung này bao tiền anh ơi? Dạ, cây này em giao lưu là 400.000 ạ. Giá 400.000. Vâng. Vâng. Đúng là như là thậm chí còn rẻ hơn giá chợ Sơn Tây. Chợ Sơn Tây thì cây này còn 500-600. Vâng. Em thôi cứ nhà vườn mình thứ nhất là tạo tác không phải buôn bán gì. Rồi, ok. Đấy, cây vâng, tiếp theo là một cây lộc vừng. Một cây dáng trực văn nhân. Rồi. Cây lục vừng này giá bao nhiêu anh ơi? Cây này em giao lưu giá 450.000 ạ. Vâng, tốt quá. 450.000. Dạ đúng rồi ạ. Rồi. 450.000 ạ. Hoặc là 450.000 em cũng bán.
450.000 mà người ta mặc cả xuống 450 thì bán gì? Vâng, cũng bán được vâng. Lấy chỗ đi lại. Rồi, ok nhá. Rồi, à. Chuyển đi, anh chuyển đi. Vâng, và tiếp đến một cái ông gọi là ông nông dân đang ngồi hút thuốc lào. Bị cây xanh nó cuốn rễ vào này. Ngồi hút một điếu thuốc lào thôi mà ngồi lâu đến mức độ nó mọc rễ ra đây. Say thuốc bác ạ. Say thuốc không đứng dậy được mà. Không đứng dậy được. Dạ vâng. Thế thì ngày xưa em cũng nghiện thuốc lào lắm, cho nên là em hay có cái bài hát là anh thở khói ra cho rồng bay phượng múa, mà anh cong môi lên cho khói quện quanh mồm. Thì là em tưởng tượng đây là một cái làn khói thuốc lào, khi mà ông thợ cày ông nhả ra là nó bay lên như con rồng múa. Hay. Đấy. Hay. Vâng. Mặc dù tác phẩm thì cây xanh nó cũng rất là bé thôi, nó không đáng gì cả, nhưng mình làm theo cái ý tưởng của mình. Rồi, ok đấy. Quay mặt trước đi. Vâng, với cái tác phẩm ông nông dân ngồi rít điếu cày mà say đến không đứng được dậy, mà để cây xanh nó quấn vào người ấy này. Giá bao nhiêu anh? Dạ, cây này em báo giá là 500 nghìn ạ. 500 ngàn. Dạ vâng. Vâng, rồi, anh chuyển nhé. Vâng, và chúng ta đến với nhà vườn Việt Hoa qua số điện thoại 0349 042 932. Vâng, và tiếp theo cũng là một cây lục vừng. Ôm đá, nhưng đá này là đá nhân tạo. Đúng rồi ạ. Đá xi măng. Tôi nhìn những cái tác phẩm của anh đưa vào quay này, tôi có một nhận xét là thiếu nắng. Chính xác đấy ạ. Anh. Thường khi này em để trong nhà lưới này mới sân à? Trong sân thì đúng không gian thì anh nhiều. Thế này là thiếu đúng nắng rồi, là phải thiếu nắng nhiều đấy. Bởi vì là cây thì ít lá. Vâng. Nó dòng cớm nắng. Bao tiền cây này anh? Dạ em báo giá cây này là 800 nghìn ạ. Vâng. Giá 800 ngàn. Vâng. Rồi, những cái chậu là của nhà làm ra hết đấy. Dạ đúng rồi. Rồi, anh về đi. Đấy, chính cái chậu trồng cây lục vừng đây này, xếp hàng chồng đằng sau. Gia đình làm chậu luôn. Và tiếp đến một cây cần thăng dáng thác đổ. Em đã ghép quất rồi. À, cần thăng ghép quất. Dạ vâng. Và anh ghép được cái một mầm trên dạ. Giá trực gốc kia thôi chứ. Dạ vâng. Bao sống rồi đây à? Sống rồi ạ. Ừ. Nhưng cành nhỏ thế thì nay mai ra quả thì ăn thua gì. Vâng. Trước mắt là mình cứ cho nó lên đã, xong rồi là mình khi nào nó ra quả, nếu khi mình chỉ để 1-2 quả để chơi, cành nhỏ này vẫn chưa nuôi được quả. Ừ. Cây này có đến 800 không anh? Dạ. Đúng giá 800 đấy ạ. À thế à? Dạ vâng. Đúng là bác Đỗ Sinh là đoán như thần. Anh treo giá đây này. À. Anh treo bản giá đây này. Rồi, vâng. Yeah. Anh quay nữa. Dạ vâng. Đây này, 800 này. Vâng, đúng ạ. Chẳng qua là tôi nói thế để anh biết là cái con mắt quan sát của tôi thôi. Vâng. Chứ còn tôi chả thông minh hơn các anh nhiều đâu. Đấy là nghề nghiệp đấy ạ. Vâng. Vậy là giá 800 cần thăng thác đổ nha các bác. Đang đặt trên một cái chậu gốm. Đây là cái mầm mà anh ghép quất và đã sống rồi, đã hoàn thiện rồi. Có thể Tết sang năm là chơi được cả quả quất lẫn cần thăng này. Rồi, ok, giá 800 anh chuyển đi. Và tiếp đến một cây sung nha các bác nhé. Thank you.
Rồi, cây sung này bao nhiêu anh ơi? Cây sung này cũng 800 ạ. Vâng. Rồi, 800 ngàn. Thôi, anh về đây anh báo giá cái cây sung này bằng 800 gì? Ừ, anh về báo để lại cho em giả anh 700. Được rồi, nhất trí, ok. Ồ, thế anh mua luôn à? Em mua luôn. Thế thì anh em giao lưu. Vừa mới quay đấy báo tôi thấy là đi đường sau lại. Không có đâu. Thôi, em gửi bác 800. Thế là luôn 800 luôn. Rồi bác để cho em cây này. Rồi vớt cho chú 100. Thế là tiền giao cháu múc luôn đấy. Ôi dồi, hay quá. Anh, nhà anh có gần đây không? Không, nhà em ở xa lắm anh ạ. Vâng, rồi cảm ơn anh. Rồi anh, thế thì hai anh bắt tay nhau rồi thì chuyển đi thôi. Rồi chuyển ra xe máy lai luôn thôi. Vâng, và bây giờ đó là cây si. Vâng, báo cáo với cả anh em là một tác phẩm si, si búp đỏ. Cây này thì thực sự là em cũng mới vào chậu được mấy bữa, nó cũng chưa được đâu. Vâng. Anh đang vào chậu và thả nước ấy. Vâng. Rồi. Em cũng xin báo giá là cây si này để em giao lưu là 650.000 ạ. Và 650.000. Dạ vâng. Được quá, tốt. Thời gian nữa nó ra nhiều rễ, nó bệt vâng, đá nó là ngon này. Đá nó là rất là đẹp. Em mới vào chậu mấy bữa. Mà đá là đá thật luôn ạ. Được rồi. Vâng, anh di chuyển tiếp đi. Dạ vâng. Nặng ấy, cây này đập tay đấy. Vâng. Vâng, bây giờ chúng ta đến với một cây sung. Nhìn hình ảnh cái đường đi chuyển của thân cây sung này, các cái đường chuyển hướng này rất là kỳ dị này. Rất quái luôn. À, có quả cây rồi. Dạ vâng ạ, nó cũng vừa mới hết một đứa quả và nó còn sót lại mấy quả con đấy ạ. Được, nhưng cái đường đi nó có những cái đường gấp truyền nhìn hay phết này. Vâng, nó gọi là nó hơi quái một tí. Rồi, anh đưa sang cái mặt phải tôi chụp kiểu ảnh cuốn video số 2. Cây sung rất là nghịch cây. Rồi, anh để thế nhá. Dạ. Quay thêm tí nữa đi. Rồi, tôi chụp cảnh đây. Dạ. Cây này mà giao dịch giá nào anh ơi? Dạ, báo cáo bác em giao lưu dịch cây này là 450.000 ạ. Vâng, tốt quá rồi. Đó, họ làm từ nhỏ. Đánh zig zag. Rồi, ok nhá, chuyển đi. Anh có bê được không? Dạ vậy. Rồi. Vâng, bây giờ các bác thưởng thức một cây khế này. À, cái khế này nó lại thân thì chả thấy đâu, toàn rễ với cả cành chi đấy chị. Dạ vâng ạ. Em tạo tác nó từ lúc bé, thế là em lấy rễ lên làm thân. Và cũng lấy mầm ngay từ gốc. Em làm cái tầm chơi tầm thấp thôi. Rồi. Anh quay sang bên này. Đằng nó vướng phông thì quay trở lại. Thôi, được rồi, để xem bên này này. Rồi. Cây này bao tiền anh ơi? Báo cáo với bác là cây này là 450.000 ạ. Vâng, được quá. Vâng. Rồi, chậu đẹp sẵn vâng, rồi. Chậu đẹp rồi. 450.000. Đợi ra quả nữa là ok. Rồi, anh chuyển nhá. Vâng, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến một cây khế nữa. Đấy, cây này những cái họ làm những cái nếp gấp thân cũng rất là hay.
đấy, thậm chí nó có những cái đường nó gấp tịt vào như là mình gấp một sợi dây. Và đây chùm quả này, khế ngọt hay chua? Khế chua vào quả bắc, khế chua. Chua. Dạ. Vâng. Một ngăn bên này anh ấy thả nước. Dạ. Khế thì nó cũng ưa nước. Rồi. Tác phẩm này bao tiền anh? Để báo cáo với bác là tác phẩm này em giao lưu là 900 nghìn ạ. À? Vâng, giá 900 ngàn. Vâng. Tốt rồi. Rồi, anh chuyển đi nhá. Và chúng ta đến với Việt Hoa Bonsai. Địa chỉ Xuân Đào, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên. Đây là số điện thoại của anh Việt Phạm. Và Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video số 2 tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Và giao lưu với một cơ sở rất là đam mê. Từ những cây nhỏ đến cây lớn, mang tính chất cây nhà lá vườn. Và trực tiếp làm nên những cái chậu để sử dụng và để phục vụ anh em làng chơi. Mời các bạn tiếp tục đến với Việt Hoa Bonsai.